Dire team ban. Vâng, xin chào mừng tất cả bạn quay trở lại với phần bình luận trực tiếp World Electronic Sports Games International 2016 của Tomiya. 10 seconds remaining. Xin các bạn của 23 Creative. Mình là Tomiya. Và ở trong những lượt ban đầu tiên thì host họ đã ban đi đó là Luxia cùng với Nick Assassin. Và nhận thấy đối phương ban đi Nick Assassin, NecroRacer nghĩ rằng họ muốn chơi một con AOD. Và ngay lập tức là ban đi để cho đối phương không thể có được hero này. Cùng với đó là IO đã ban ở lượt đầu tiên. Vâng, first pick Sand King. Một cái lượt pick mà chưa để lộ quá nhiều ý đồ chiến thuật của host. Liệu rằng AK và những người bạn đang có cái suy nghĩ như thế nào đây? Và NecroRacer họ sẽ trả lời lượt pick này như thế nào nhỉ? Đó là Slada cùng với Elder Titan. Cả ba hero pick trong lượt đầu tiên của cả hai team đều là những hero sửa chiêng tay ngắn rồi. Vâng, liệu có pick thêm luôn cả team Berserk không nào? Đây là một trong, cũng là một trong những con hero sửa chiêng tay ngắn cực kỳ hot trong thời điểm hiện tại. Nhất là khi mà đã tự pick được cả Sand King rồi thì gần như là counter của team Berserk còn lại không quá nhiều đâu. Thế nhưng nếu mà như vậy thì họ sẽ pick ngay hai core trong hai lượt pick đầu để lộ quá nhiều hero chiến thuật. Có lẽ là sẽ không làm như vậy đâu. Sand King đi off lane rồi. Liệu có phải là có Lina support không khi mà đây là mới của Vâng, vậy là họ quyết định vẫn pick thêm một con nữa. Đó là Slug. Vâng, đây gọi là hero, mình sẽ gọi tên, xin phép gọi tên là Hưng. Vâng, anh Hưng đã được hot pick. 10 seconds remaining. NecroRacer bây giờ họ sẽ tiếp tục ban đi con hero nào đấy nhỉ? Đã ban đi IO rồi, đã ban đi OD rồi. Có Slada, có Elder Titan. Có lẽ cần phải ban đi những con hero mà có khả năng cộng chống phép riêng hoặc là cộng giáp trắng. Ví dụ như là Viper hoặc là DK. Nhưng mà Elder Titan thì không phải là con hero khả năng cao tới những hero này quá là mạnh mẽ. Thế nhưng không, họ quyết định ban đi đó lại là một con Oracle. Khi mà hero này kết hợp cùng với Slug thì sẽ khiến cho con cóc này trở thành một con hero cực kỳ khó chịu, cực kỳ gân át, trơn trượt, không thể nào giết nổi nó. Và host thì họ đã ban đi đó là Tero Blade rồi. Tero Blade được ban đi bởi host, họ không muốn đối phương có con hero này. Khi mà Elder Titan là một con hero có khả năng counter TB rất mạnh mẽ thì đã được đối phương pick mất rồi. Reserve time. Vâng, vậy là Tinker cũng đã bị ban đi. Tại sao lại ban Tinker nhỉ? Họ sợ Excalibur. Chắc chắn đây là một cái respect ban dành cho Excalibur. Khi mà nếu như bạn nào còn nhớ vào cái thời T5 thì phải. Thực sự là rất lâu rồi, mình không nhớ chính xác là giải đấu nào. Nhưng mà Excalibur trong giải đấu đầu tiên chuyên nghiệp của anh thể hiện một con Tinker quá là khủng khiếp. Đây chắc chắn là một respect ban. 5 seconds remaining. Reserve time. Lượt ban cuối cùng của phase này sẽ là dành cho host và họ sẽ lựa chọn hero nào nhỉ? Đã ban đi một offlane, một carry. Vâng, phải quyết định ban đi thêm một con hard carry nữa có thể counter lại Slug. Đó là Servant. Great, they're back. Ten seconds left. Decided? Vâng, NecroRacer đang suy nghĩ khá lâu về những lượt pick của mình. Ban đi khá nhiều hero limit cũng như là hai hero support có khả năng hồi máu kinh khủng. Đó là IO, đó là Oracle. Vậy thì họ sẽ lựa chọn những con hero nào đây? Vâng, rất cảm ơn bạn Phát Vương đã confirm cho mình đó là TI4 chứ không phải là TI5. Thực sự là trí nhớ của mình thì phải nói nó là rất là cá vàng. Mình không thể nào nhớ được ngày hôm qua mình ăn gì. Thế nên là cái việc mà TI4 hay TI5 chắc chắn không bao giờ có thể nhớ chính xác được rồi. Chỉ có thể nhớ là đã từ rất lâu rồi thôi. NecroRacer họ đang sử dụng đến những phút giây reserve time cuối cùng của mình rồi. Nhưng mà vẫn chưa quyết định được là pick ai. Vâng, vậy là quyết định ngay một con counter rất là mạnh vào cả Slug cũng như Sand King. Đó là Disruptor.
với một gửi về, một kinetic field và static storm thì chắc chắn là Sand King cũng như Slug đều phải nằm xuống nếu như bị target bởi con hero này. Chưa kể có phần lớp đam đến từ Elder Titan cũng như Xylada. 5 seconds remaining. Khi mà đối phương có Disruptor thì liệu rằng Hốt họ cũng định chơi một Omni Knight không nhỉ? Vậy là quyết định chơi Enchantress. Radiant team's turn to pick. Enchant dành cho Aki. Vâng, lực pick mà nó chưa thể hiện quá rõ chỉ đồ chiến thuật đâu. Liệu có phải là một con Enchant farm thục mạng và lên rất nhiều đồ không? Hay là một con Enchant đi gank sớm có thể hỗ trợ cho team có những cái advantage ngay từ đầu? 5 seconds remaining. Reserve time. Còn hai hero support của Nico Racer đó là Disruptor cùng với Elder Titan thì chưa có quá nhiều khả năng để burst chết Enchantress. Cùng với đó là Slylada, một con hero chỉ có đam tay, chỉ có đam vật lý mà thôi. Ok, stun thì nó là burst được một chút xíu, thế nhưng mà check vào rồi sau đó đâm tay thì không biết là đến bao giờ mới hạ tay xuống đây. Nếu như đây là một con Enchant mắc 1, mà thông thường Enchant sẽ mắc 1. Trừ khi Nico Racer pick thêm mấy con kiểu như là Lina với Lion các thứ các kiểu thì thôi, bỏ qua cái skill đấy đi. Vâng, Nico Racer họ đã có 2 support và 1 offlane rồi. Chỉ còn 2 vị trí co cuối cùng thôi. Liệu rằng lựa chọn sẽ là ai đây? Sẽ là Hero Dimit hay vâng đó sẽ là Juggernaut rồi. Vậy là combo đó là Sada cùng với Juggernaut. Juggernaut cũng là một hero có khả năng cao từ Enchant khá là mạnh, khi mà cái tốc đánh tay của Juggernaut là có thể nói là nhanh nhất trong tất cả các hero Dota 2 nếu như mà không dùng bất cứ một skill để thay đổi base attack time nào cả. 10 seconds remaining. Và theo như mình nghĩ đây sẽ là một con Juggernaut Dimit. Nếu như Hốt họ không pick một hero Dimit quá là khủng khiếp được thì đi Juggernaut. Reserve time. Admiral Kunkka. Và đó là Kunkka. Đây sẽ là một con Kunkka support cùng với Enchant. Sand King vẫn chưa rõ sẽ đi mid hay đi off lane khi mà Nico Racer họ đã có một con Juggernaut rồi. Sand King có khả năng counter Juggernaut. Và Nico Racer hiểu liệu họ nghĩ rằng đây sẽ là một con Sand King đi mid hay không nhỉ? Hãy cùng chờ xem lượt ban của họ là gì. Và chúng ta sẽ biết ngay, chúng ta sẽ có ngay câu trả lời cho câu hỏi này thôi. 5 seconds remaining. You're using up your reserve time. Chỉ còn 19 giây. Vẫn chưa quyết định sẽ là ban đi hero cuối cùng nào. 10 seconds remaining. Vậy là ban đi Meepo. Dire team turned to ban. Excalibur chơi Meepo có hay không nhỉ? Mình không nhớ chính xác Excalibur là một người có khả năng chơi Meepo hay hay không. Nhưng chắc chắn là biết chơi, mình khẳng định là Excalibur biết chơi con Meepo này. Chứ mà hay hay không thì không biết nữa. Nhiều khả năng đây lại là một Rex Fake Ban. 5 seconds remaining. Reserve time. Lượt ban cùng của Hope sẽ là vào một core hero, có thể là mid cũng có thể là carry. Ông với việc mà có Sada cùng với Juggernaut rồi thì lượng đam tay có lẽ là đã đủ. Nên ban đi một con hero limit có khả năng deal down phép nhiều. Ví dụ như là Pup có khả năng vừa có khả năng deal down lại vừa có khả năng control. Vẫn suy nghĩ rất lâu đến từ Hốt, họ chỉ còn một lượt ban cuối cùng thôi. Và đó sẽ là ai đây? Liệu có cần ban đến con Ursa hay không? Khi mà Ursa kết hợp cùng Slada thì Enchant, chứ kể cả là bố Enchant thì cũng chết. Thế nhưng, nếu như pick Ursa, nếu như pick Ursa, vâng, vậy là quyết định ban đi Razor. Razor là một hero có khả năng đi mid để counter được Sand King à?
liệu rằng đây có phải là một sen kinh Dimitri hay không ta? Không không không, vậy là họ ba Andy Razor để có thể pick được TA rồi. Ember Spirit. Vâng, tức là pick ngay Ember để có thể counter lại TA. Với giáp lửa của mình thì reflection của TA sẽ bốc hơi trong chỉ khoảng nửa giây. Vâng, mà chúng ta sắp sửa được vào game rồi, các anh em pick đi nào. Còn một người duy nhất cuối cùng pick lên trang Aki, pick đi anh ơi. Đẹp trai nhờ giàu giỏi. Ê. Alo. Ờ anh em chờ tí thì mình gọi điện cho Aki bảo anh ấy pick phát nhở. Cái ông này lâu la quá. 10 seconds remaining. Còn có 10 giây thôi, vẫn chưa pick xong hero thật đấy. 5 seconds remaining. À vâng, vậy là pick xong rồi, đang định gọi mày nhá. Tí thì bị chửi một trận. À, anh em chờ tí đây, mình cắt tắt layout đây. Prepare for battle. Rất là chuyên nghiệp, có Good Luck Have Fun đến từ Kefka rồi. Điểm qua về lượng item của cả hai team thì không có quá nhiều điều đặc biệt và bất ngờ cả. Đó là Willay dành cho Granich với Elder Titan. Đó là một cái Pullman Shield thẳng dành cho Mambo với Ember Spirit Limit cùng với Templar Assassin. Chắc chắn cần có item này. Solitude cũng đã sắm cho mình một cái Star Shield. Anh ấy sợ ai nhỉ? Có lẽ là anh ấy sợ phải chết hit với Sada. Có item này cùng với Essence Shift, chắc chắn là Sada không thể dám đánh nhau với cả một con Sark đâu. Vâng, sờ mốc 5 người đến từ thành viên của Neko Razor. Nhìn thấy Pablo rồi, liệu Pablo còn sống được ở đây không nào? Vâng, chỉ có xoay đến từ Your Mind thôi. Shape Your Mind, anh ấy đi trước và không hề có bất cứ một follow up nào. Thế là lộ rồi, anh không còn mana để xoay tiếp nữa. Không hề có xoài, vâng, vậy là sắp sửa đã có đủ mana nhưng cooldown còn rất lâu rồi. Có lẽ Hope họ sẽ không đánh nhau đâu khi mà biết được đối phương ở đó rất đông. Không có lý do gì mà có một cái con rắc nó tự dưng nó lao nó xoay cool ca như thằng dở hơi như thế cả. This ain't no snowball fight. Ờ, chính xác là không hề có đánh nhau một chút xíu nữa cả ở level 1 này. Hai Grun Bounty dành cho hai Eurodimit. Kèo Dimitri giữa Ember Spirit cùng với Templar Assassin thì theo như mình đánh giá thì Ember Spirit là người có khả năng giết Templar Assassin nhiều hơn. Khi mà TA ở những level đầu thì không bao giờ có thể giết được con này nếu như không có support hỗ trợ, tại vì không hề có gì để giữ chân cả. Cùng lắm chỉ là harass mà thôi. Còn đến khi có level 6 rồi thì vâng, con Ember Spirit nó cũng ulti mà chả có cách nào để có thể chết cả. Trừ khi là đánh quá hổ báo, dùng hết ulti ra đánh nhau của TA. Ông đây stun thẳng một người của Shape Your Mind để làm gì đây? Chỉ đơn giản có lẽ là cho Pablo không bị chết thôi. Khi mà không có xoay đến từ chắc nó thì lượng đam sẽ không bao giờ đủ để giết được con Kunka. Vâng, ở trên top Solitude vẫn đang đánh nhau khá là đẫm máu cùng với một Sada. Sada vẫn còn rất nhiều tango, vẫn còn rất nhiều regen và cũng có cho mình một cái Star Shield. Nó cũng bị cướp đến 3 star rồi nhưng mà không vấn đề gì cả. Vẫn còn quá nhiều tango để có thể phải lo. Tương tự là Slug, vẫn có hai ông này mua đồ chả khác với nhau cả. Có thêm được một cái tango, à có thêm được một cái Iron Branch thôi. Vâng, lại tiếp tục là stun vào người của thưa các bạn, đó là tiếp tục là stun chạy về dành cho Kefka ở dưới boss thôi. Đây là một cái lane mà thực sự rất là khó để con Sen King có thể sống được. Đã hết sạch mana rồi, vẫn còn một quả xoài nữa. Nên nhớ rằng đây là try lane với một con Disruptor. Và Sen King nếu như bị Sen back về đã sử dụng stun rồi, chắc chắn không giờ thể sống sót được chạy về. Vâng, lại có pause game tiếp. Chỉ đơn giản là
pause, sau đó là go. Tôi không hề có chứa một câu trả lời gì về vấn đề là tại sao lại pause cả. Nhưng mà không sao cả. Tiếp tục vẫn từ đang đánh nhau, rồi mất thì quay lua cam đâu đấy. Có giật set rồi, đang ăn mana lên, đến từ disruptor để có thể xem mic được con xem kinh này về. Và thế là đánh nhau thế này rồi á. Thật đấy, rằng nó mặc kệ đồng đội thôi. Và Krennic có lẽ phải chết đây rồi. Cần thêm một nổ săn nữa đến từ xem kinh không, vậy là không đủ đam. Có hộ. Trời ơi, cái gì nó xảy ra này? Đánh nhau cực kỳ đẫm máu với nhau. Check your mind bây giờ mới tới. Mặc dù là không sao cả, first blood vẫn cứ là dành cho Disruptor mà thôi. Và Pablo sẽ di chuyển về được cái lane của mình. Sử dụng trò để có thể cancel được dập stun đến từ con Centaur rất hay, đến từ Elder, xin lỗi các bạn, đến từ Ember Spirit. Vậy là sẽ là một con Enchant mà đánh theo lối cực kỳ khó chịu, liên tục là roam gank để gây khó chịu cho hero limit của đối phương. Cứ tiếp tục trả lại ra bắn thôi, và Arke bây giờ mới có cho mình level 2 thôi. Có ích từ vào người của Mamo rồi, liệu anh có bật giáp được chính xác bật giáp lửa lên ngay tức là bị Oren hết sạch giáp lửa mạng dành cho Enchantress. Với những cú phóng liều, xin lỗi các bạn, phóng lao cực kỳ mạnh mẽ của chú nai Bambi. Có xoay từ boss zone đang vào người của Senking. Senking cần stun đi nhưng anh quyết định chưa sử dụng stun, và bây giờ thì sở tan như này sống làm sao đây. Sở tan tiếp tục đến từ không ạ, đó là cú đấm tay của Disruptor ăn mạng của Senking của cái boss. Có lẽ Senking cần suy nghĩ lại về những quyết định cuộc sống của mình. Tại sao lại ra support fit tiếp như thế này nhỉ? Chưa hề mua cho mình bất cứ máy tầm nào farm rừng. Có 2 level và stun rồi, vậy là có lẽ vẫn phải chảy cối support mà thôi. Excalibur ở Mỹ đang bắn rất đau rồi, cái Ember Spirit thậm chí có cả Aki di chuyển ra rồi, quay cam ở trên top mà không sao cả, Mamo sẽ phải di chuyển về. Đây là con Ember rất thọt rồi. Lúc đầu mình có nói là Ember Spirit Limit cùng với cả Templarsin sẽ là một kèo khá là ngang fail. Thế nhưng nên nhớ rằng không phải chỉ có một mình con Ember, sẽ không phải là chỉ có một mình con Templarsin mà còn có cả Enchant của Aki nữa. Lại có ít con len rồi mọi người của Disruptor rồi. Nhưng mà lượng sờ tăng là chính xác đến từ Elgaton và Disruptor chuyển về. Thế nhưng chú Nam Bambi sao nhỉ? Vâng, Aki cũng đã đi về được rồi. Sam King bị giật xét vào đầu nhưng mà không sao cả, anh còn khá nhiều máu và 7 chạc stick. Sau khi nhận thấy là Senking ở dưới bọn mình khổ quá thì đã gọi thêm cả Aki xuống bot để hỗ trợ nữa luôn. Có cả Enchant cùng với Kunka ở đây thì đây lại một cái công lên cực kỳ mạnh rồi. Chỉ cần một x thôi, chắc chắn là hero nào nhiều khả năng sẽ phải nằm xuống bước. Hai chọc xuyên vào người của Ember Spirit và mất rất nhiều máu rồi. Mambo cần cẩn thận hơn cách di chuyển của mình. Và lại là di chuyển ra mid đến từ Kunka nào, có đủ combo để bắn x. Vâng, vậy là sử dụng ngay Torrent chính xác vào người của Mambo. Thế nhưng mà Templarsin quyết định không di chuyển vào. Ở dưới bot lại đánh nhau thôi, lên chai thì quá là đẫm máu, rất chói vào người của Shape Your Mind. Và thế là Aki di chuyển về được với tình huống xử lý chói rất là tinh tế của mình. Với hai đĩa và untouchable rồi thì có lẽ những đấm tay đến thành viên của Neko Racer là còn lâu mới có thể giết được Enchant. Ở trên top thì wow, Slada cùng với một con Slug đang farm rất là ngang cơ. Mặc dù Slug deny nhiều hơn nhưng nên nhớ rằng đây là một cái safe lane. Slada đi off lane có lượng network còn cao hơn cả Slug. Và đó là một cái cheat sớm chứ không phải là một cái đinh sớm cùng với dây máu. Con Slug thì lại không có item gì quá là to cả. Một cái dây thừa, một đó là Venom cùng với một Torment Shield. Có lẽ là các thành viên team host họ cần phải chú ý tới lên top này hơn một chút xíu nữa. Họ đang quá chú ý vào Senking rồi. Còn Senking thì chậm, anh ấy né được stun rồi nhưng đang bị giật set đến từ Disruptor. Disruptor không có mana để con send back về nữa. Ok,
Kefka di chuyển được về cùng với sự di chuyển hỗ trợ từ Aki, có thành máy Excalibur ở đây. Shape Your Mind không còn chút xíu nào cả, và mạng đó lại đã dành cho Enchantress với cú phóng lao cực kỳ vào đời của mình. Còn đây là một con Enchant chưa hề có ulti, thế nhưng mà cứ liên tục là ăn mạng bởi cú phóng dao đấm tay rất là nhẹ nhàng rồi. Vâng, và vừa nói là Hốt họ cần phải chú ý tới lên top hơn, thì ngay tức là di chuyển lên đến Kunka và lẩu luôn được mạng của con cá thần bơn này rồi. Excalibur dồn đam từ Mambo, Mambo chưa di chuyển về, anh ấy chưa đặt bóng ra, cố gắng đánh nhau, vâng, ném hết cái bóng người Excalibur và anh có thể di chuyển được về rồi, vẫn còn một slow nữa. Pablo di chuyển tới và không cần đến sự có mặt của Kunka nữa, chỉ đơn giản những hit đánh trụ, khi đánh của trụ thôi cũng đã đủ để giết được con Ember Spirit này rồi. Và lại là X-Toy vẫn rất tiếc là không chính xác rồi, quay ngược lại đánh nhau luôn, nhưng mà teammate ấy sẽ phải chết ở đây chăng. Sờ tâm là chính xác rồi, giết được vào người của Tem Francis, bật hồi máu lên Aki và chạy về nào. Liệu có săn nữa không? Kunka to đây là chính xác và teammate phải nằm xuống rồi. Vâng, những early, định hướng xử lý early game rất là đẫm máu đến cả hai team. Đầu tiên là định hướng xử lý không quá hay đến từ Ember Spirit khi mà anh tính nào không chính xác để lao tận vào trụ và bị trụ bắn chết. Cố gắng make play solo kill Tem Valentine, thế nhưng mà fit ngược lại một mạng thì liệu có ra đáng hay không? Mà câu trả lời chắc chắn là không, thì mà anh còn đáng thọt. Lượng network của Ember Spirit bây giờ thì chỉ là 1.900 mà thôi, chỉ hơn nửa còn support số 5 của đối phương 200 tiền. Ember Speed đã quá thọt rồi, anh cần sự hỗ trợ đến từ những đồng đội của mình. Tempa xin khi mà đã có mình bật luôn, nổ luôn cái chap để có thể slow đối phương và chỉ đơn giản là slow và dọa dồ thôi. Đánh nhau tiếp tục rồi, ở trên top thì dậm stun vào người của Solitude rồi, anh ấy đang bị stun, bị check vào người của Pablo và Granich bị to đây là chính xác. Solitude chưa cần lead vào, đó là đặt back và đầm những người đấm cuối cùng mạng có lẽ vâng, đó là dành cho Slug rồi. Aki một stun mất quá nhiều máu nhưng chỉ còn mình Sada thôi, cá thần bơn xem lùi về, không thể đánh nhau tiếp tục ở trên top này nữa. Một đánh ba quá là quá đáng, một đấm hai đấm thêm bấm nữa là ba. Vâng, bây giờ thì mạng một sẽ lại phải lùi về thôi, không hiểu anh chết. Tại sao cái định hướng đổi quá là lỗ như này cùng với cả con Templa Assassin nhỉ, khi mà Templa Assassin có mình. Và cứ mỗi lần mà con Ember này đổi máu như vậy thì lại phải về. Ok, đành rằng là có thể để bóng lại TV về và bay ra, thế nhưng không hề nên làm như thế. S4 thì không hề có mặt trong game đấu này bạn ơi. Chỉ có Aki thôi. Radiant's middle tower is under attack. Cố gắng di chuyển vào để bắt cá thần bơn trên top, thế nhưng mà nên nhớ rằng đây là con Sada. Với quệ đuôi của mình chạy cực kỳ nhanh, không bao giờ một con Kunka có thể lao vào bắt được con hero đó. Cố gắng đẩy trụ trang, họ không hề có Ring Aquila, cũng không hề có Ring Basilus, chắc chắn đẩy trụ này rồi, cần phải lùi về thôi. Mambo cố gắng ăn run top và có một group bounty dành cho mình. Ở đây thì Aki có lẽ sẽ chết, có cái send back về cả chói với chân dùng, bây giờ thì dùng thế nào vẫn có là mạng dành cho Disaster rồi. Đáng lẽ ra nên nhường mạng cho Ember Spirit này khi mà nó rất là thọt. Ở phút thứ 10, Ember Spirit có cho mình là 2.700 network, hơn Sanking được 100 tiền. Lại tiếp tục là ích của người của Sada, lần này cô mồi sẽ có thêm một thuyền ra rồi. Rộng stun vào, cô để làm gì đây? Mạng dành cho Pablo với cú chém nước cuối cùng của mình. Cú sơ tan chỉ đơn giản để cho Slug không ăn được mạng mà thôi. Ở dưới boss thì Juggernaut đang rất là thoải mái để trụ được một mình rồi. Có team đi ra từ Kunka, nhận thấy đối phương đã xoay rồi, có thể sử dụng X được. Vâng, anh ấy đã sử dụng X rồi và đó là Torrent. Cọc nó chạy rất xa, cần phải di chuyển cọc lại. Thế nhưng mà liệu cái cọc nó có thể cứu vâng ngay tức là bắn cọc đến từ Aki, đánh cực kỳ tỉnh bài. Vâng, đó là xoay đến từ Shape Your Mind, và liệu anh có di chuyển được mấy không? Dậm xoay là chính xác đến Kanix rồi. Kefka đã bị send back về, đó là send back về tận mid luôn. Pablo hết sạch mana mà Mambo sẽ có mặt ở đây rồi. Nhưng mà một mình anh di chuyển giữa vòng vây của ba hero đối phương,
có lẽ là không sao cả khi mà tất cả thành viên của hội còn quá ít máu. Excalibur là người phải nằm xuống mạng dành cho Ember Spirit. Sand King sau khi bị send back về mid cũng đã di chuyển bò mãi đến tới xã gian đến boss rồi. Thế nhưng mà chiến sự đã kết thúc và anh gian để đi về. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower deserves just as much help as bottom. Một tình huống mà Sand King chuyển hơi bị hờ hênh, ăn phải một cái dặm săn tiếp theo, một follow up đến từ cá thần bơn và thế là mạng xuống. Bắt đầu là dành cho Silada rồi. Đây là một con Silada off lane khá giàu, thế mình đánh giá cậm chí còn giàu hơn người hero limit của mình. Chỉ còn thiếu tầm khoảng 850 tiền nữa là cá thần bơn sẽ có cho mình bình tăng gờ. Và đó sẽ là lúc mà anh sẽ có thể hỗ trợ rồi, rất là hiệu quả hơn nữa. Ember Speed sau khi có một khởi đầu không hề thuận lợi chút xíu đâu cả, quyết định lên cho mình những item nhỏ lẻ trước đã. Đó là Poor Man Shield, đó là... Xin lỗi các bạn, Poor Man Shield đã lên ngay từ đầu rồi. Những item nhỏ lẻ đó là Ring of Aquila và đó là Stick Thor. Anh ấy sẽ di chuyển đến nhau nhiều hơn, không đi farm cắm mặt vào để có thể đuổi được quân lại. Stun là chính xác vào người của cá thần bơn rồi. Cá thần bơn chắc chắn chết đây, không có tất cả có thể là ultimate của chúng ta. Không hề chết khi mà dẫn stun là chính xác đến từ Kha'Zix rồi. Ulti giả Earth là chính xác người của Sand King stun vào người cá thần bơn và anh ấy đã gì? Vâng, từ đã nào vâng. Vậy là Disruptor được ăn mạng của Sand King. Sand Mech Pablo về và chắc chắn là Pablo nằm xuống đây và sử dụng luôn cả Omni Slash đến từ Shape Your Mind. Và đó là mạng dành cho chắc nó rồi. Trụ một của boss sẽ nằm xuống sớm thôi. Dire's bottom tower is fallen. Dire's top tower is under attack. Cùng lúc đó thì Mid Excalibur cố gắng lẩu với chỗ này, dậm stun và cố gắng deny 1 đấm, 2 đấm, 3 đấm, vậy là deny thành công rồi. Excalibur hơi quê. Ở một tình huống di chuyển vào cống ward của Disaster đã bị trap của Tempa xin nhìn thấy. Và đây Shift Your Mind ấy không còn xoay nữa mà mạng dành cho Solitus rồi. Vâng, ở phút thứ 13, một con Slug đã có cho mình Ring Aquila cùng với Shadow Blade. Và cũng đang tức là di chuyển đi gank. Và thật là may mắn khi người đầu tiên anh tìm thấy lại chính là Hatkari, con hero có lượng đánh hút cao nhất của bên phía đối phương. Invisibility. Và tiếp tục là sử dụng đến... Vâng, và đó là mạng dành cho ai nhỉ? Slug tiếp tục là người ăn mạng rồi. Vẫn đang sử dụng Shadow Blade rất hiệu quả đến từ Solitude. Và Sand King mặc dù chưa hề có bình dagger nhưng mà vẫn có những tình huống di chuyển stun rất chính xác. Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse. Dire's bottom tower needs some help. Ember Spirit sau khi để bóng ra và di chuyển lên cố gắng farm cái điều gì đó nhưng nhận thấy đối phương mid trên map quá nhiều và lại lùi về rồi. Tiếp tục là di chuyển vào đến từ Solitude cùng với nhiều đồng đội đó là Pablo. Tạm nước thảo thì ra cái chắc chắn phải nằm xuống rồi. Một cái kinetic được đặt ra đến từ Disruptor nhưng chẳng giải quyết vấn đề gì cả, chỉ đơn giản là đặt ra cho có mà thôi. Sau khi mà đối phương có một con Slug với Shadow Blade thì bây giờ Necrorazer họ cần phải đi cùng với nhau, họ cần có những cái Sentry để chủ động combat hơn. Nhất là khi mà Disruptor đã có cho mình ultimate rồi, không nên di chuyển lẻ như này, cứ tiếp tục là feed lẻ thôi. Đầu tiên là Juggernaut, sau đó là Sada và bây giờ thì đó lại là Elder Titan. Và 15 phút thì Templar Assassin đã có cho mình bình Sick to dày chít cùng với Desolator rồi. Ngay lập tức là di chuyển vào Roshan. Necrorazer có lẽ họ biết điều này nhưng không thể nào ra kịp được. Đây là một cái hit rất đơn giản dành cho Excalibur và đồng bọn. Solitude thì cứ liên tục là sử dụng sao đồng đếch của mình và đi scout map thôi. Thế nhưng mà ở đây thì 5 người của Necrorazer đã nhìn thấy Excalibur xem mạch anh về. Nhưng mà nên nhớ rằng Excalibur vẫn có cho mình, đó là khiến Aegis. Aegis đã vỡ rồi. Đặt nước thảo thiên ra liên Kulka là chính xác người của Disruptor. Thế nhưng Excalibur đang bị dồn đang vào, Excalibur nằm xuống rồi. Sand King cố gắng cao người làm điều đó đây và đó là mạng
Xin lỗi các bạn. Đó là mạng của Jack Dog phải nằm xuống. Tiếp tục là ngăn nước, đặt nước chính xác người của Sada ở đây thì sao nhỉ? Tiếp tục là dồn lên nào, Solitude đang có cho mình Shadow of Death, một đấm không đấm luôn, mà đó là lít thẳng người của Sada. Sada đã chết rồi, bốn mạng của Necrorazor phải nằm xuống. Họ quyết định lao vào đánh nhau khi đối phương có Aegis. Và họ phải bỏ lại bốn người, chỉ giết được duy nhất đó là một mạng của Excalibur với hồi sinh nữa mà thôi. Vậy là combat 4 đuổi 1. Sau combat vừa rồi thì Excalibur chịu thêm đồ gì mới, các anh là người phải chết trong combat. Thế nhưng Sand King đã có Goblin, Solitude đã có cho mình Echo Saber. Dire's top tower is under attack. Một cái tình huống mà chắc nó di chuyển thẳng vào con Sand King, thực sự rất là buồn cười khi mà anh không còn xoay cũng không còn ulti nữa. Một số các bạn vừa một tình huống mất mạng chút lát thôi. Bọn mình cũng đã có liên hệ với cả nhà cung cấp mạng rồi, nhưng mà rất tiếc là ngày hôm nay thì anh ấy vẫn chưa đến để có thể sửa mạng cho bọn mình được. Trên lệnh network bây giờ đã lên tới 10.000 tiền rồi. Mặc dù hốt họ mới chỉ dẫn trước có 7 mạng mà thôi. 7 mạng và 3... 2 trụ, chính xác hơn là 2 trụ. Thế nhưng mà trên lệnh đang là khá lớn như thế này thì liệu Necrorazor họ có thể comeback được trong trận đấu này không? Nhất là khi mà Ember Spirit vẫn đang cần rất nhiều khoảng trống để farm thêm được cho mình lượng item. Ít nhất phải đó là một cái Master Fury. Vâng, và rất nhiều Sentinel cắm ra. Necrorazor nhận thấy rằng họ không thể đi farm lẻ được nữa. Thế nhưng nên nhớ rằng combat cũng chưa chắc họ đã thắng đâu. Thực sự là tiền thoái lưỡng nan rồi. Torrent chúng có hai người đến với Vulka. Solitude đang vòng sau cố gắng mau lốp, nhưng mà nên nhớ rằng ở đây họ có Sentry, Necrorazor họ có Sentry và thậm chí Solitude đang đứng ở một nơi có luôn cả quát trắng. Anh có nhìn thấy chưa? Smurling Cell, Sertan đến Sentry, đó là đợt nước thả thuyền rất nhiều combo được tung ra. Sertan đến từ Hell Titan thêm cả Ultimate ra, thế nhưng chỉ dùng duy nhất người đó là Solitude thôi. Hai mạng của Necrorazor đã phải nằm xuống nhưng Sentry đã chết rồi. Mạng thứ ba đó là Ember Spirit cũng đã phải đi theo những người đồng đội của mình. Vâng, combat thì không thắng được và chết đi farm lẻ thì sẽ bị bắt lẻ bởi con Slug với những rất nhiều item phút 20 như thế này. Thực sự là quá khó cho Necrorazor rồi. Radiant's middle tower has fallen. Vâng, sao là chính xác người chơi tốt, thế nhưng anh sử dụng tắc bách thì còn chuẩn bài hơn. Sau khi ăn được 4-3 mạng ở đối phương và được 1-2 mỹ phương, các thành viên của Hốt họ không quá vội vàng. Họ biết rằng họ biết rằng game đấu này đang nằm trong túi áo của họ rồi. Chỉ cần họ không rút tay ra, họ không đánh rơi một game đấu này thôi. Trách người của Aki, thế nhưng mà liệu tiếp tục đuổi theo hay không nhỉ? Serada vẫn đang trườn lên nhưng mà đồng đội anh ở rất xa rồi, không nên đuổi theo nữa. Aki sẽ chuyển được về với giày phay của mình. Đây là một con Enchantress có tốc độ di chuyển là 455 khi bật phay lên và 380 khi không có gì cả. Solitude tiếp tục lao vào di chuyển đánh nhau, không sợ gì cả. Một giáo, hai giáo, thêm một giáo nữa chắc chắn thì phải nằm xuống. Thế nhưng mà rất may là anh né được rồi. Solitude đang tàng hình và bị chọc tan vào, tiếp tục đến từ Sada, nhưng Sada cũng đã phải nằm xuống. Kéo theo đó là Disruptor, chỉ hạ gục được duy nhất một người đó là Slug mà thôi. Mà nên nhớ rằng bắp lồm của mình vẫn còn đang tiếp tục dồn vào đây. Thêm hai mạng nữa nằm xuống, Sand King hạ gục Shape Your Mind và Temflazine giết Elder Titan. Người duy nhất còn sống của Necrorazor đó là Ember Spirit và anh thì càng ngày càng nghèo rồi. Tiền mất tật mang, bây giờ phải làm gì đây? TP lên top để có thể cố gắng đẩy trụ top và lấy cho tìm đồng đội một chút xíu tiền thôi.
Dire's top tower is under attack. Hơi khó cho thành viên team 1 rồi. Radiant's middle tower is under attack. Trận đấu đang tiếp tục diễn ra với trận khá là một chiều. Phút thứ 23 rồi nhưng chắc nó mới chỉ có những giây phay Yasha một cái Aquila thôi. Lượng đam đến chắc nó là quá thiếu thốn rồi. Chưa kể con Ember Spirit còn chưa hoàn thành được một cái Fury cơ. Vẫn còn thiếu tới 1020 tiền, 1020 tiền nữa. Phút thứ 23 rồi vẫn chưa có Fury. Đây là con Ember Spirit đang farm quá chậm. Cùng lúc đó thì hãy nhìn xem Excalibur anh đã có 3000 tiền rồi. 3000 tiền cùng với một cái Desolator, liệu có phải một cái BKB không? Slug đã có bùa bash cùng với một cái gem. Sada mặc dù anh có một lane khá là dễ, farm được rất nhiều thời điểm early, thế nhưng đồng đội anh quá thọt và thế là thôi. Khi mà đồng đội thọt thì một con cá thần bơn bờ linh vào dậm stun không bao giờ có thể chạy ra được. Bờ linh stun là không chính xác đến như Sada rồi. Excalibur nghe thương TP về. Và vậy là Necroracer có lẽ họ sẽ ăn được cái trụ 1 ở trên top. Thế nhưng đổi lại đó sẽ là một trụ ở dưới boss và đó là trụ 2 cơ. Sau khi mất trụ 2 dưới boss này thì toàn bộ khu vực rừng của Necroracer sẽ không còn ở nhà mình nữa. Và đó sẽ là rừng của Holt. Và khi mà anh bị dẫn trước mà lại không có chỗ farm như này thì comeback kiểu gì đây? Nên nhớ rằng Holt họ có một con Slug, họ đã có gem. Toàn bộ wood của Necroracer sẽ bị chọc hết. Mắt thì bị móc. Ăn thì không được ăn, farm không có chỗ để farm. Biết làm gì bây giờ, combat vẫn chưa thể thắng được. Hốt sau khi ăn được chủ 2 rồi boss họ tiếp tục di chuyển về. Chưa quá vội vàng khi chưa có Aegis. 2 phút nữa thôi, Roshan sẽ hồi sinh. Và như vậy có lẽ là thành viên của Necroracer họ sẽ có thêm 2 phút nữa để farm. Vâng, vậy là một cái BKB thẳng được dành cho Templar Assassin rồi. Với BKB và Desolator thì chắc chắn những con hero. Vâng, Disruptor có cho mình item duy nhất đó là Infused Raindrop. Mình khẳng định con hero sẽ chết trong 3 hit. Elder Titan có lẽ là lâu hơn một chút xíu, 4 đến 5 hit. Đang smoke và cố gắng bắt vào ngửa Sand King. Thế nhưng Sand King đã chui trong cây rồi, đã lộ smoke chưa? Vẫn vậy là di chuyển chưa chính xác đến Sada. Lộ smoke đến Shape Your Mind và Kefka anh đã nhìn thấy điều này rồi, anh biết là đối phương đang ở đây rất đông. Anh cần phải chạy trốn đi, vâng vậy là bị nhìn thấy rồi. Có lốc lên, thế nhưng Sand King chưa chết, Sand King đã chết rồi. TP ra đó là đến TP đến từ Ember Spirit để có thể ăn được đến Assist. 410 gold dành cho Juggernaut chỉ với một mạng Sand King mà thôi. Hơi rút lại TP về để ghép nhà rồi. Rất thần bài, chưa gì để vội cả. Chưa có Aegis thì không cần phải lên high ground. Nhất là khi mà đối phương vẫn còn một trụ hài trên top nữa. Liên tục là Aegis giật quay tay đến Sony tốt thôi. Last hit rất chuẩn bài rồi. Điểm qua lượng last hit thì sao nhỉ? 200 creep dành cho Templar Assassin và 196 dành cho Slug. Farm vẫn đang rất là bật vâng, và đó là smoke đến từ thành viên của Holt rồi. Họ đã nhìn thấy ai chưa? Họ nhìn thấy Mammoth rồi. To đây có trúng không? To đây là chính xác, nhưng Mammoth có lẽ không đã bị ích lại rồi. Cần đặt không kịp đặt thêm vòng nữa để bay ra. Hơi quê đến từ Ember Spirit. Lắng lẽ ra anh ấy có thể sống được trong tình huống đó nếu như kịp nhanh tay đặt bóng.
Radiant's top tower deserves just as much help as bottom. Roshan hồi sinh, Ember Spirit thì đang chết, vậy thì chắc chắn không ai thể cản được. Excalibur cũng đã nghĩ ăn Roshan này rồi. Thậm chí là không cần đến sự mạnh của bất cứ một thành viên nào khác, chỉ hai là quá đủ. Who could turn away from this battle? Đang cố gắng nhìn vào đối phương rồi thôi. Seiko Racer họ biết rằng Hope đang ăn Roshan. Họ biết điều đó nhưng họ không thể nào ra đánh nhau được. Nhất là khi đây là một con Templar Assassin có BKB rồi. Một cái BKB 10 giây là thừa đủ để lẩu chết được 2, thậm chí là 3 hero bên phía đối phương nếu như họ đứng không chính xác. Excalibur lại để anh phải blink vào thôi. Vâng, một chọc vào người của Mammoth thôi, còn mất đến nửa máu rồi. Excalibur cũng như vậy, cái máy liên tục đánh cũng sơ tan là chính xác đến người đến phía xa đao. Excalibur đã mất hồi sinh rất trong mạch. Solitude phải di chuyển ra. Excalibur blink về, thế nhưng đó lại là blink ngược lại đến từ con Sand King này. Anh ấy đang làm gì đây? Một cái ulti đã đứt tẹp mắt đến từ con Disruptor. Thế nhưng hai BKB thì bật lên và Disruptor bóng hời. Bài bác giả thì từ Sada Ultimate đến từ Sand King rồi. Không mất quá nhiều máu nhưng mà Mammoth thì chuyển được về. Có thêm cả một phi giáo nữa đến từ Aki nhưng mà chưa ai chết thêm cả. Và bây giờ thì có lẽ là Hope họ sẽ cần phải lùi về khi mà không còn Ultimate của Sand King cũng như là Kunga nữa rồi. Ember Spirit đã di chuyển top để có thể đẩy quái lên vào trụ của đối phương. Solitude cùng với Excalibur vẫn đang là hai con quái vật quá mạnh mẽ trong game đấu này. Với lượng network cấp gần như là 1,5 lần hai con hero của đối phương. Ember Spirit cần thêm rất nhiều đồ nữa để đánh nhau được với một con Templar xin có BKB như thế này. Juggernaut đã có Defusal Blade rồi. Với Manta Style và Defusal Blade thì anh ấy có thể giết những con hero support thôi. Vẫn chưa thể nào làm gì được hai hero core của đối phương. Chưa thể giết được Slash cũng như Templar Assassin khi mà đây là hai người đã mua BKB mình có rất sớm và mới bật mỗi một lần thôi, vẫn còn tới 9 giây nữa. Rất may mắn cho Necroracer đó là một tình huống xử lý không quá hay đến Excalibur khi mà anh định mất một cái khiên Aegis cực kỳ là nhạt nhẽo. Ở đây thì nhìn thấy Ember Spirit rồi nhưng mà Ember Spirit di chuyển về rất nhanh, chưa hề bị X hay bất cứ một cái hành động nào khác đến từ thành viên của Hope cả. Bây giờ thì người cần lên BKB không phải là Ember Spirit mà đó là con Slada. Slada bắt buộc có BKB thì Necroracer mới có thể đánh nhau được. Game đầu ấy lại tiếp tục bay vào để tình huống đi farm đến từ cả hai team rồi. Hot họ biết rằng họ đang nắm giữ game đấu này rất là chắc trong tay. Thế nhưng họ cũng không muốn throw một chút xíu nữa cả khi đây là một kèo bao một, không có cơ hội để sửa sai. Chưa có Aegis thì không push high ground. Khi mà đối phương có thứ hai trên top nữa thì chẳng có lý do gì mà phải cắm đầu một nơi khó khăn và dễ chết cả. Không hề động thái nào, có vẻ như là muốn dép đến thành viên của Hốt. Và có vẻ như là họ không thể nào dép, không thể push chú hai từ bot đâu. Nếu như Necroracer muốn dép, Họ vẫn còn Fortify, họ vẫn còn rất nhiều TP. Vâng, họ quyết định là sẽ đổi trụ rồi, sẽ đổi trụ 3 để lấy trụ 2 đó nếu như Hốt, nếu như Necroracer họ không kịp di chuyển về, ăn được sang trụ 3 rồi.
đã có TV về đến từ Necrozer. Thế nhưng chú bã nằm xuống bây giờ trong những đam đến từ Excalibur này. Vâng, Sardada liệu chết đây không? Sardada chắc chắn là chết rồi, anh ấy không còn buyback nữa. Chú này đã buyback rồi, cần phải chuyển từ về thành viên của Necrozer. Sertan của Mambo, Mambo bị ba rồi, Mambo đã chết không hề có buyback. Tiếp theo là chắc nó đã nằm xuống. Nào nó thì vẫn còn buyback, anh đã phải dùng buyback rồi, vẫn còn đi meta, nhưng để làm gì đây? Nào làm gì đây? Rằng nó ultimate rồi, Excalibur không còn sự chiếu nào nữa cả. Excalibur không di chuyển, vâng, Excalibur di chuyển được về. Wow, một chém nước đến Kunkka, sao đau thế? Đây là một con Kunkka support nhưng mà lượng dồn đam nó quá lớn. Game đấu có lẽ là kết thúc ở đây thôi. Không, xin lỗi các bạn, game đấu chưa kết thúc ở đây đâu. Khi mà vì một lý do cực kỳ khó hiểu nào đó, cực kỳ khó hiểu tại sao Templar Assassin lại có thể chết được bởi quái nhỉ? Rất may mắn cho Necrozer là Templar Assassin đã chết rồi. Thế nhưng mà ở đây Garnet có lẽ phải nằm xuống thôi. Đó là X tiếp tục lại, thậm chí là vừa lốc vừa X lên để cancel được cái stun đó. Thế là mất gem, hai gem dành cho Senkin. Nếu như Templar Assassin trong tình huống đó không chết thì ít nhất phải là hai lane của Necrozer phải vỡ. Vâng, mặc dù là Host họ thi đấu rất là cẩn thận, không giờ họ đánh theo lối YOLO cả, dừng là những tình huống xử lý rất là nhà kê. Excalibur, một thanh niên mà theo mình đánh giá là có kỹ năng cá nhân cực kỳ cao. Và gió đưa cánh trúc Silada trông giống như kiểu là 1000 năm nương có BKB cơ. Rất là đen cho Necrozer trong tình huống rồi. Khi mà Ember Spirit mặc dù đã có cho mình Binh Đa Cờ, thế nhưng anh ấy lại bị bash đến từ Slug. Và chỉ cần 2 giây, thưa các bạn, chỉ cần 1.4 giây đi mạnh nó thôi là quá thừa đủ thời gian để Excalibur cùng với Solitude dồn đà vào người của con Ember Spirit rất yêu đuối này. Lượng giáp của một con hero IG là 9 ở thời điểm phút thứ 34. Quá yếu đuối. They're beating on Dire's top tower. I'll take that. Dire's top tower is gone. Just a cold fog left behind. Templar Assassin sau tình huống chết hơi nhà kêu rồi thì anh ấy vẫn có rất nhiều tiền và rất nhiều đồ. 2.800 tiền cùi đó là một cái Assault Cuirass. Đẩy trụ càng ngày càng nhanh hơn và dồn đam vào hiệu đối phương cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong công cái pha mẹ thế. Đam là 122 cộng với 74 trừ giáp nó tầm khoảng 11 hay 12 gì đó chứ mà lại chưa hết. Smoke 5 người, những thành viên của Necrozer họ tìm kiếm ai đó, họ muốn tìm kiếm cái điều kỳ diệu gì đó trong rừng đối phương. Thế nhưng mà chẳng tìm thấy ai cả. Bây giờ thì họ nhìn thấy Solitude rồi, đây là một Slug có cho mình Eye of Skadi. Burling Sun chính xác người của Solitude, thế nhưng mà không bao giờ Necrozer nên tồn đam người Solitude cả. Đây là một Slug cần phải lùi về, đây là một Slug có BKB. Còn Silent một người của đặt nước thả thuyền, đặt nước một X rất là nhà kê được pháp đồ rồi. Rồi giúp bằng BKB lên rồi, đang người Sada đã chết rồi, Disruptor cũng chết theo. Một cái ultimate rất là nhà kê đến từ thanh niên này, nhưng mà đó là hai BKB mở ra. Và thế là dư nhau đi fit rồi. Necrozer họ mất hai người, không lấy bất cứ mạng một ai cả, thậm chí toàn bộ ultimate của Host vẫn còn nguyên. Di chuyển lên top, cố gắng bắt vào người của Ember Spirit. Ember Spirit vẫn chưa về. Ember Spirit đang làm gì đây? Nhân nhớ Kunkka có cho mình Orchid và thôi. Mambo phải nằm xuống. Anh ấy vẫn còn buyback nên nhớ là như vậy. Vâng, anh ấy phải dùng buyback của mình rồi. Slada cũng đang chết. Thế thì ai sẽ là người đẹp nhà đây? Ember Spirit với một Fury 36 á? Wow!
Excalibur định vào zone 3 người của tất cả những ai mình có thể nhìn thấy, có thể sờ vào. Nhưng mà rất tiếc là không kịp rồi, không tiếc mà ai cả, bị sandbag về nhưng Excalibur chưa đây không? Excalibur bị dậm săn, Excalibur đã phải nằm xuống rồi. BKB đang cooldown chưa kịp bật xong. Thế nhưng mà họ lẩu xong một lên nữa rồi, bị silent vào. Rất may mắn là có sờ tan đến từ Kranich, nếu không thì được chép cho Mike nó phải nằm xuống ở đó rồi. Kranich bị stun đến từ sôi tốt và bật công ty này ra để làm gì đây? Chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Excalibur bay back ra, mua rồi bay một TP lên. Mambo cần phải lùi về, nhưng mà bay gần như này thì anh ấy cũng đã chết rồi. Không hề có bay back đến từ member Stephen. Ultra kill dành cho Slug rồi, liệu anh có di chuyển vào không? Anh ấy vào và chết ngay lập tức khi đang bị trách và chúng bắn cực kỳ đau. GG well played được ngó Blackthorn dành cho cả những điểm đó đã kết thúc rồi. Chiến thắng khá dễ dàng dành cho Hot.